À các bạn thân mến, đây có một chiếc quay quay chứ không phải quay Alpha nha, quay 110. Quay 110 là quay của Thái nha các bạn nha. Cái bộ áo đồ là zin từ đầu đến cuối nè. Rồi đây. Số máy lốc máy nè các bạn xem nè. Hàng Thái chắc. Đó, hàng Thái 100% luôn. Đó. Đó. Thấy không? Lốc máy số máy nè. Chân này có tút lại nè, chân trống nè, thằng lốc máy thì không nè, còn thằng này là rin hết luôn nè, nước sơn rin luôn nè, cái tem mà tem 3D của Thái vẫn còn nè. Đó, xe rất là còn mới. Đây coi chạy được bao nhiêu km rồi, 44.979 km. À, niền nè, niền Sam Goshi luôn nha. Đây niền sau nè, niền sau nè, Sam Goshi của Thái nè, niền trước cũng vậy, Sam Goshi luôn nè. Đó, Sam Goshi của Thái luôn nha, AFW. Rồi đây đầu nòng, quên đầu nòng, mà đầu này là đầu đầu ET nè, đầu ET trừ 2 nè. Đó, đầu của Thái luôn. Mấy cái nắp nhựa đồ này hồi giờ cũng chưa thay luôn các bạn nha, giò đạp nè. Xe mới đi ít mà 44.000 cây. Xe này con bé, con nhỏ, con gái là mang lên Sài Gòn chỉ có đi học là từ trường tới phòng trọ chừng khoảng hơn 1 km thôi, cho nên là chạy không có nhiều, xe nó vẫn còn mới đó. Các bạn thấy không, chữ Thái nè, đó, Thái hoàn toàn hết. Thì nếu mà bạn nào mà muốn sở hữu chiếc xe này á, thì chiếc này giá khởi điểm là mình kêu là 50 triệu các bạn nha. Có điều cái hôm bữa trước là mang về dưới này là lên đổi biển số rồi, đổi lấy biển số thời kỳ ở đây là họ bắt đổi hết á, đổi biển số 5 số chứ nó là rin, nó là biển 4 số ở đây. Mà dân ở đây hay lắm, dân Đồng Nai, Long Khánh, Đồng Nai hay lắm. Cứ thấy mà người ta kêu cái gì cái là hào hứng đi làm liền. Ừ, chấp hành tốt. Tại vì cũng có người nhà cũng làm ở trong huyện á. Thành thử ra là cứ ai kêu cái là làm liền luôn. Cái này nhiêu nút ta? 10, 8, 9, 10, 11 nó có một nút à. Đó. Rất là đẹp. Rồi giá khởi điểm là 50 triệu. Thì các bạn nào mà muốn mua thì trả giá các bạn nha. Nói chung trả giá thoải mái. Chừng nào mà tới cái số giá mà được thì bán thôi. Rồi, mến chào các bạn nha. Mình sẽ để cái số điện thoại với cái giá trong cái tiêu đề ở trong cái phần mô tả video nha. Các bạn nào mà thích mua thì vào xem, quên chứ, mình quay chứ. Cái tay này còn riêng hết nè. Rồi đèn nè còn rất sáng nè, xi nhan đồ này nọ, quên một thứ nữa chứ, quên quay cái xe mà quên nổ máy. Xi nhan đây, bộ mà bộ công tắc đèn đồ thấy không, còn mới không, đời này nó có cái nhá cốt pha nè, nhá pha trên này. Giờ mình nổ lên thử coi. Ui, còn số. Cực êm nha các bạn, quá êm luôn. Ổ khóa thay rồi nha, nói chung giờ muốn thay ổ khóa Honda thì đầy mà, bô zin luôn nè, bô zin. Lâu ngày này nó không chạy lớn ga nè, rồ ra bụi nè. Máy cực êm cực mạnh luôn. Bình xăng Canhinh có chữ T vậy nè,
mình sang Thái nè, mình sang Thái nè. Đó, có một ống dẫn hơi ngang hông nè, nó không xài cái bích tông chợ xăng như là cái dòng của quay của Việt Nam. Quên chứ, đây cái phuộc trước nè, HN5 nè, chà, cái chiếc xe này sản xuất năm 1998 lần ta, năm sản xuất á, hả, 98 lần, cái phuộc của nó là năm 98 nè. Tám là nó qua Việt Nam mình là xe quay có năm nào ta? Năm 2000 hả? 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 2003, 2004. Thì 99 thì này 98. Thì trước cái đó 98 là hàng Thái qua trước, rồi bắt đầu 99 rồi mới tới Việt Nam. Ồ, năm 98 mà tới giờ mà còn cỡ này là xe không lên không về các bạn nha. Rồi, để anh vô số coi anh chạy thử coi em không. Ồ, nồi đồ làm chứ mà mới mà mạnh dữ vậy. Mới 44.000 km. 44.000 km thì cỡ này là đúng rồi. Quá đã. À, cái đồng hồ số này của nó không giống như của mình ha. Nó đạp cái số ngược từ trên xuống dưới, 1, 2, 3, 4 nó chạy xuống. Còn đồng hồ Việt Nam là đạp 1, 2, 3, 4 chạy lên. À, đây, cái của Thái nè. Các bạn thấy không, nó ngược nè. Ví dụ mình đạp số 1 nè, là nằm trên cùng. Rồi số 2, số 3, số 4 đi xuống. Còn của Việt Nam là chạy ngược trở lên. Quá đẹp.